Ngày 26 tháng 10, Công an thị xã Hoài Nhơn tỉnh Bình Định cho biết đang điều tra làm rõ vụ tai nạn chết người xảy ra trên quốc lộ 1A. Đáng chú ý trong quá trình lấy lời khai, tài xế này khai lúc xảy ra tai nạn thì người này nghĩ tông phải vật nuôi nên đã điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Ngày 26 tháng 10, Công an thị xã Hoài Nhơn tỉnh Bình Định đang làm việc lấy lời khai của tài xế Lê Xuân Dũng, 53 tuổi, ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để làm rõ vụ tai nạn khiến một người tử vong xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Hoài Nhơn. Trước đó, khoảng 5 giờ sáng ngày 24 tháng 10, người dân địa phương phát hiện bên lề quốc lộ 1A, đoạn qua khu phố Phụ Đức, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, có một thi thể đàn ông nghi bị xe cán. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến kiểm tra, xác định nạn nhân là ông PTH, 49 tuổi, trú ở phường Bồng Sơn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera an ninh, cảnh sát xác định ô tô khách mang biển kiểm soát 51B 220.66 do tài xế Lê Xuân Dũng điều khiển, chạy hướng Nam Bắc đã tông trúng nạn nhân. Sau nhiều giờ truy xét, cảnh sát đã tạm giữ phương tiện 51B-220.66 cùng tài xế Dũng tại địa phận tỉnh Quảng Ngãi. Làm việc với công an thị xã Hoài Nhơn, tài xế Dũng đã khai đã tông phải một vật khi qua đoạn đường trên. Sau đó tài xế dừng lại và quay lại quan sát nhưng không thấy ai. Nghĩ rằng tông phải vật nuôi nên tài xế đã lên xe đi tiếp. Theo công an thị xã Hoài Nhơn, trước đây ông Hát làm nghề thợ hồ. Sau khi bị tai nạn ngã giàn giáo, sức khỏe yếu, nên ông hát không còn làm được việc nặng thời gian qua hàng ngày ông hát đi nhặt ve chai để mưu sinh hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn